Mong muốn là con có quần áo mới. Con muốn có đôi giày dép nữa. Em muốn được như các bạn. Được làm gì? À, được trang trí nhà với lại có đồ Tết. Con thấy các bạn có thì con thấy buồn. Thấy con mình sống với mình rất giả quá. Mình là mẹ, mình không lo được gì cho nó hết á. Không có tiền để gì sống, chịu thôi chứ sao giờ. Con đường này nè, xe đi tới đi luôn mình cũng đâu có cô đơn. Tại mình có quê đâu mình về, về quê nhà ta cũng đâu có được. Mình muốn thôi nhưng mà nếu như hoàn cảnh mình không được thì cảm thấy là có đầy đủ mọi người trong nhà là đáng vui. Tết này cho gia đình coi như sum vầy, cái sum họp là cho nó vui vẻ. Chú tên là Đức, chú năm nay 60 tuổi. Chú ở quê cũng thành phố Hồ Chí Minh, cũng là Củ Chi. Công việc của chú là ở nhà trông nhỏ thôi với phụ cho bà xã mua bán. Đây là Phan Thi Hồng, anh nay là 50 tuổi, sống với thằng con, đi mốt ra trai. Tôi là Phan Văn Kháng, sinh năm 1964. Hiện tại giờ tôi đang sống với người cháu. 67, sống với thằng con, làm nghề mốt cánh trai. Em tên là Hàn Tạ Ngọc Thanh Thảo, năm nay em 30. Hiện tại thì em đang phụ việc ở chợ với lại làm công việc tự do thôi, ai thuê thì làm đó. Hiện tại thì em đang ở với mẹ em, với lại con gái em 4 tuổi và lại một đứa em trai nó đang học lớp 9. Mình tên là Nguyễn Bích Liên, năm nay mình đã 29 tuổi. Hiện tại mình đang làm nghề lục vi chai, mình ở lung tung hết á. Thì không biết là nhà mình đã chuẩn bị được gì cho Tết chưa? Chưa, mấy cô ơi, chưa có chuẩn bị được gì hết đấy. Có chưa có tiền á, thử ra mình cũng không có để mà chuẩn bị cho cái Tết. Chưa có sắm sửa gì hết con, tại vì không có tiền. Nhà em chưa có đồ Tết. Không có tiền để gì sắm, chịu thôi chứ sao vậy. Gia đình thì hơi khổ, chuẩn bị Tết thì cũng không có gì. Bất việc hơn, cũng không có gì để chuẩn bị, tại vì mấy mẹ con thì có gì ăn đó chị. Cũng vậy thôi, với lại mình cũng chẳng thấy cái gì mà vui hoặc là buồn hết. Dạ mẹ ơi, con muốn có đồ Tết. Mẹ tiết kiệm tiền mua cho con đồ Tết nha. Lúc đó mẹ nói là mẹ không có tiền. Thì cảm thấy ai nấy trong người lắm. Mình là mẹ, mình không lo được gì cho nó hết á. Mình vừa buồn. Thấy con mình sống với mình rất giả quá. Mong muốn là con có quần áo mới. Con muốn có đôi giày dép nữa. Con thấy các bạn có thì con thấy buồn, mà không có. Tôi nhìn tôi cảm thấy người ta ở vui sưng, đón Tết, ăn khen rồi tôi. Gia đình rất khổ, không được chứ ngồi mỗi nhỏ nhà. Tết trời đến rồi con cháu thôi, không có gì hết. Có mẹ nào chú ý con đâu. Ai cũng liều liều quẹn hết. Mẹ thấy coi bạn áo cũ nè, không có đùng đèn, không có gì hết, cứ liều liều con dậy. Chưa đón cái Tết nào mà đẹp nhất ở trong nhà. Em cũng chưa mua. Em cũng muốn hy vọng là mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa mua đồ. Chắc là phải là đồ ăn rồi. Đồ ăn ngon càng tốt. Muốn mua thịt này chẳng hạn. Khô chẳng hạn đó, mua mình ăn chứ cháu với tụi nhỏ nó ăn nữa. Mình ăn Tết muộn cũng được nữa không sao à. Người ta sắm sửa trước rồi, mình giờ mình sắm sau. Ví dụ như người ta 25, 26 người ta mua đồ, mình 28, 29 mình mua cũng còn kịp mà. Tết con vui lắm.
cái truyền thống của mình chỉ có chục hộp vịt, ký thịt vậy thôi. Để mình ăn Tết vậy thôi mà. Thì nếu mà mình có tiền á, thì mua bánh mứt. Phải lo trong nhà trong cửa cho con nó ăn ba bữa Tết. Cái mua sắm đồ Tết cho con nó bằng. Để có đồ nó ăn Tết, ba bữa Tết cho nó ăn. À, nếu mà nói đầy đủ á, thì cái này phải chừng 5 năm về trước. Trong lúc bà xã còn sống. Hồi nhỏ mình ao ước nhiều lắm, nhưng mà lớn mình cũng chẳng có ao ước gì nhiều. Tại vì có ao ước mình cũng đâu có được. Em muốn được như các bạn. Được làm gì? À, được trang trí nhà với lại có đồ Tết. Em nghĩ Tết hôm nay là mọi thứ nó khó khăn hơn nhiều. Nó không có được đầy đủ như mọi năm. Cũng thì giờ mà được đủ ăn thôi. Để chủ yếu là có được chút gì đó để cúng mâm cơm trong gia đình nhỏ nhỏ. Mấy ngày Tết chỉ cần có đầy đủ mọi người trong nhà là vui. Tại mình có quê đâu mình về. Về quê nhà ta cũng đâu có được. Giống như người ta có quê, có cha, có mẹ để người ta về ăn Tết. Nhưng mình chẳng có một ai hết. Nhưng mà ít ra mình muốn là mình có một cái gì đó gọi là có cái gọi là có một cái mái nhà để mình cảm thấy à là mình cũng có nhà như bao nhiêu người khác, mặc dù nhà mình không đủ lớn nhưng ít ra mình có chỗ mình ở. Lại con mình cũng lớn rồi, đâu thể nào cái lông bông lên đẻ cái xe mình cũng nhỏ nữa chứ đâu phải bự như xe người ta đâu, mình nó chịu nổi gió mưa rồi, sương gió mà đường nữa. Mình không có tiền lấy gì sắm, lấy gì mua thì ăn Tết đơn sơ cũng là vui rồi. Một cái Tết mà gì cảm thấy vui là một cái Tết như thế nào? Một cái Tết đó là có bánh mứt, mời khách, có con cháu nó ở gần sát bên đây chủ vẽ với nó, cầu chúc bà nội nó sống được 100 tuổi hay 200 tuổi cũng vui. Người ta vui thì mình vui. Tất nhiên là em cũng có hy vọng chứ mình có đầy đủ hơn, có cái này cái kia. Mình muốn thôi nhưng mà mình không được thì cảm thấy là có đầy đủ mọi người trong nhà là cái gì. Nhà mình có mấy người con? 6 người con, có về không thì cũng chú cũng không biết. Nó cũng buồn rồi chứ, nhưng mà tại vì hoàn cảnh của mỗi đứa nó lại mỗi khác, thành thử nhiều đứa như ở xa rồi hoàn cảnh coi như là nó cũng không được ý của nó cũng muốn về lắm đấy, nhưng mà ví dụ những đứa nào gần thì nó về, còn đứa nào xa quá thì nó cũng gửi lời chúc cho gia đình thôi, nó cũng không về được. Có đồ Tết thì em sẽ mặc đồ hơn. Có tiền lo cho con cái trong nhà, mua đồ trưng lên bàn thờ với người ta. Con mình nó có ăn với người ta, quần áo con mình nó mặc với người ta. Tôi muốn con cháu về đầy đủ. Rồi nhà cửa nó tốm là tôm tất là vui lên đi đó mà. Tớ con ngoại vui lên rồi chơi với con. Con đường này nè, xe đi tới đi luôn, mình cũng đâu có cô đơn. Mình có cần một cái Tết lớn. Không, cũng bình thường đấy, trong bình thường thôi, nhưng mà cần nhất là cái gia đình nó đầy đủ là được. Mong muốn là coi như là Tết này cái gia đình coi như sum vầy thì sum họp là cho nó vui vẻ. Tết thật đẹp trong nhà. Có được nhiều công việc, làm được nhiều việc, kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho hai bé nhỏ. Hy vọng là khỏe hơn, lâu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Con mình cũng lớn rồi, mình cũng muốn có một cái chỗ mình ổn định. Giống như che nắng che mưa để mình có thể đi tới luôn, hoặc là mình làm công việc ở ngoài giống như cuộc sống xã hội bình thường vậy nè. Con chúc mẹ ngày ngày sức khỏe, sống lâu trăm tuổi để nuôi con. Làm ơn quốc đại để như nuôi nước sống lâu trăm tuổi. Em cũng muốn chúc nó là học giỏi ngoan ngoãn, nó sẽ được nhiều sức khỏe. Con mình gì khỏe là mọi người cũng vậy, mà kinh tế sẽ phát triển hơn. Đỡ khổ. Thầy cũng chúc mọi người năm mới có một cái Tết thật là an khang, vui vẻ, thật sự như ý, lại hạnh phúc bên gia đình. Chị tốt cho mọi bạn giỏi. Rồi sao nữa không? Có muốn nói thêm nữa không? Dạ con không biết cái gì tôi nói.